Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Crypto Coins. Mình là Tuấn Cường, mình sẽ đồng hành và hướng dẫn anh em tham gia và hoàn thành tất cả sự kiện Airdrop Mining Giveaway từ những dự án trên thị trường crypto. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn anh em tham gia một sự kiện Launch and Earn đến từ CoinMarketCap. Và tham gia sự kiện này, anh em sẽ nhận được đồng token, đồng coin có ký hiệu là token. Và sự kiện này là một sự kiện random. Và để tham gia về sự kiện này, trước tiên anh em phải có một tài khoản sàn Binance. Và tài khoản sàn của anh em để tiến hành KYC. Và nếu anh em nào mà chưa có tài khoản sàn Binance, link tạo tài khoản mình sẽ để dưới phần mô tả video. Rồi, sau khi anh em để cá một tài khoản sàn Binance, anh em click vào link Airdrop. Rồi, sau khi click vào link Airdrop, anh em sẽ ra được giao diện như thế này. Anh em tiến hành trả lời tất cả các câu hỏi mà sự kiện này yêu cầu. Anh em click vào Start. Sau đó anh em tiến hành giải mã captcha. Rồi click vào Next. Rồi chọn tôi để đồng ý. Yes. Sau đó anh em tiến hành nhập địa chỉ email của mình. Về địa chỉ email của anh em là địa chỉ mình để đăng ký một tài khoản trên CoinMarketCap. Rồi anh em gọi chọn cái yes, next. Tiếp theo anh em tiến hành gửi UID tài khoản sang Binance của anh em. Anh em lựa chọn phần một cá nhân tổng quan. Rồi anh em tiến hành copy ID của mình tại một ID người dùng. Rồi anh em gửi về form. Rồi chọn next. Rồi tiếp theo anh em tiến hành trả lời những câu hỏi mà dự án này yêu cầu. Về đáp án của những câu hỏi này, và để không mất thời gian của anh em thì mình đã soạn thảo sẵn. Anh em click vào phần đáp án. Rồi, câu thứ nhất anh em chọn là tất cả. Câu thứ hai là chọn the transfer. Rồi 20. Lưu ý là anh em phải kiểm tra rất là kỹ vì cả những cái đáp án khá tựa giống như nhau nên em dễ dàng mắc sai lầm. Rồi anh em chọn Next. Rồi cuối cùng anh em tiến hành gửi địa chỉ ví mẹ Binance Smart Chain của mình.
Và nếu anh em nào mà chưa biết cách tạo ví MetaMask như thế nào thì anh các em có thể click vào đây để dự án sẽ hướng dẫn anh em cách tạo ví Chocolate hoặc là ví MetaMask. Rồi anh em chọn Next. Về tổng giá trị của phần thưởng này lên tới 180.000 đô USDT. Bây sẽ quy đổi sang đồng token. Tiếp theo là anh em tiến hành acquisition cái đồng token này trên CoinMarketCap. Rồi, cái mục này thì anh em chọn click vào Yes, tôi đã hoàn thành. Rồi anh em chọn Next. Rồi, tiếp theo là anh em tiến hành Follow BNB Smart Chain. Rồi, trước khi follow là anh em tiến hành đăng nhập tài khoản CoinMarketCap của mình. Và lưu ý rằng tài khoản CoinMarketCap này phải trùng với tài khoản địa chỉ email mà anh em để nhập về form. Và anh em tiến hành follow. Sau đó anh em tiến hành comment bài post này. Rồi anh em tiến hành comment. Rồi sau đó anh em quay trở lại form, anh em chọn Yes. Rồi sau đó anh em tiến hành Submit. Tiếp theo anh em tiến hành giả mạo captcha. Rồi Submit form. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn anh em tham gia sự kiện Learn and Earn đến từ trên CoinMarketCap để nhận được cái đồng token. Về giá thưởng này lên tới 180.000 USDT nên anh em đừng nên bỏ quên những sự kiện như thế này. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo có những dự án kiếm tiền tiềm năng.